Minh Lan xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Thưa quý vị, chúng ta ai cũng biết coronavirus không chỉ là một loại virus có sức lây nhiễm rất nhanh với tỷ lệ tử vong rất cao mà nó còn tàn phá nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là tại Hoa Kỳ của chúng ta và đặc biệt là trong lĩnh vực nail mà người Việt Nam của chúng ta tham gia rất là nhiều. Ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị gặp gỡ với những người bạn trẻ, những người là làm việc trực tiếp trong lĩnh vực nail, đó là anh Chí Nguyễn từ North Police Nail, cô Thảo Nguyễn từ Rose Canyon Nail và bên cạnh đó là một khuôn mặt rất là trẻ của chúng ta là anh Donny Lê. Anh là Social Media Specialist, làm việc rất là nhiều trong các chủ nhân của các tiệm nail salon và anh Trần Hùng Tiết sẽ cùng với Vân Anh để tiếp chuyện với ba người bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay. Xin chào anh Tiết và các bạn. Hello everybody. Trước hết thì Vân Anh xin được hỏi các anh chị ở trong đây, đặc biệt là Trí với Thảo, thì cái coronavirus này nó đã ảnh hưởng đến cái business của hai bạn như thế nào? Trước hết với anh Trí. Về cái coronavirus á, thì cái sức ảnh hưởng á, nó rất là tremendous bad của cái trong cái business. Tại vì trong cái business của Mikey á, là thường thường là manufacturer side á, là cần đại lý, mà nếu đại lý á, mà không có chủ neo vô mua đồ á, là manufacturer side không có được làm hàng mới. So it's affect a lot. So từ ngày á bị coronavirus á, tiệm nail đóng cửa nè, tiệm nail đóng cửa, mua xong rồi đại lý thì không bán được hàng. Mua xong, nếu mà đại lý không bán được hàng á, là bên manufacturer không, đại lý không order một cái gì luôn, thì tụi em giống như là bị đứng luôn từ ngày nó bị luôn. Thì it's affect us like từ 100 cho xuống cho tới là giống như là zero luôn. Nó Wow. zero hơi quá đáng, mà từ 100 nó xuống cỡ cái lần nữa là 10%. Dạ. Mất cái business đó. Coi như Trí là người cung cấp những cái nguyên liệu cho các tiệm nail phải không Trí? Dạ đúng rồi. Các sản phẩm, các products. Dạ, tụi em thì cung cấp về về acrylic powder, về nước sơn, về gel, về cái gì mà về nail á là tụi em cung cấp hết. Và chắc chắn là cũng như những chủ nhân của các tiệm nail salon thì tiệm của Thảo đã đóng cửa trong 2 tháng vừa qua phải không Thảo? Dạ, tiệm của em cũng đóng cửa 2 tháng vừa qua. Thì trong 2 tháng vừa qua thì các bạn có những sự giúp đỡ như thế nào từ chính phủ để đối diện với những cái chi phí như là tiền nhà cũng như là nhân viên? Dạ, giúp đỡ của chính phủ thì em chưa có, em có apply cho SBA loan. Nhưng mà tại vì nhiều người có business ở đất Mỹ quá nên người ta đã phân phối hết tiền rồi, chưa tới phiên em. Nên bây giờ em cũng còn đang đợi. Okay, chúng ta muốn nghe từ anh Tiết với lại anh Donny Lê. Tiết. So Donnie, I know that you are a blogger, perhaps, or a writer for a lot of businesses in towns, right? You are pretty much the eyes and ears of a lot of businesses. That's why we are kind of interested in to hear from you, perhaps, in that sense. So what have you heard, and how impactful is it for your clients? Well, for my clients, especially the one in the Vietnamese community in restaurants and nail salons, I see a huge reduction in advertising spend. A lot of them are pulling back from Facebook advertising, flyers, and things like that. And of course, that's due to the reason they're not getting clients in, and they're shuttering their businesses. Now, the good news is for the ones who are more tech savvy, they're able to find ways to kind of keep their income, steady. But most businesses are not as fortunate. They're not as technologically savvy, so they're having to just sit at home at the moment. So of those that not too savvy about technology and could not keep up with the technologies, are they being impacted the most? So how can they weather this, and do you see that they're going to be impacted in what way? Meaning that obviously we know that it's going to be dropping in revenue. Do you see that they're going to be closed shop in the future, or would there be a percentage of them will not be able to go? So there's definitely a lot of anxiety out there, and the first thing that they're doing is they're running to the government for help through the Paycheck Protection Loans and Economic Disaster Loan.
But for the ones who don't qualify or haven't applied, there's a lot of anxiety. They are dipping into their savings. I'm hearing of a few friends who are thinking of friends with multiple locations. They're shutting down and consolidating those locations down to just maybe one. So yeah, it's been tough for everybody. And again, they're hoping that once we are able to reopen in phase three, that they'll be able to qualify for loans again to be able to reopen some of their other shops. Jay, before we touch on this before, right? Mình có nói chuyện với nhau đó, Jay. We could touch a little bit. You have some friends that in the restaurant business, right? And they will also be impacted in a very big way. Yeah, I have a friend. He got two restaurants, actually two sushi restaurants in Durango, Colorado. So he got at least 50 employees. So ever since that coronavirus, it's affected him tremendously. Like his revenue bringing in like almost $150,000 a month on the restaurant business. And then ever since that happened, so first he lost all the employees. And then after that, he still have to pay rent on top of that. Right. And then he said all the food that he already ordered, some of those can't even last. You know, some of those got to throw away within if it's not cooking time. So he was very worried, very, very worried. And then, yeah. So go back to cái câu hỏi đó. Cái câu này cho for Donnie. Donnie, I know that we've been follow the statement from the governor, right? Cái câu nói của thống đốc của mình nói đó. Nếu mà Donnie có nghe từ những client của mình họ có phàn nàn về cái câu nói này không, or are they doing any, you know, kind of protest, they feel uneasy, they feel how? Can you share that sentimental with us? Yeah, so I've already seen in our community, we have voiced our opinions online already, and especially from the, the mayor of Orange County, he has written an open letter to Governor Gavin Newsom. Just saying that, hey, the governor has not backed up his statements with any facts. He just kind of put it out there. Now, I know that the governor, I give him the benefit of the doubt. He probably said that because he was advised by somebody to say that. But it's just very unfortunate for him to have to make that statement. He could have fact-checked it first, or he could have weighed the decision whether or not to release such a statement. But now that it's out there in the open, a few of my nail salon friends are worried because not only is the coronavirus already impacting the shop and we don't know when we're going to reopen, but when we do reopen, we want to open up as like everybody else is opening up. We want a fair chance. You know what I mean? When the restaurants open up, when the gym opens up, we want to open up too. And we want the customers to come back just to life as normal. But with what Governor Gavin Newsom said, we believe that there's a lot of fear out there in the American consumer, and they're worried about stepping in to our salon because basically Gavin Newsom put out there that maybe we are not so clean, maybe our sanitation practices are not up to par, when that's complete BS because, you know, we are one of the most highly regulated industries in America. Right. Let me segue into Thảo. Thảo is the owner of salons, right? With that statement, yes. Thảo, can you give your feedback on that, like sanitization, or how you're gonna keep your customers, or how are you planning to even open? Thảo có thể nói được không? Yeah. Thì sanitation bữa giờ từ ngày mình làm nail bây giờ là sanitation always has been number one priority. Nhưng mà sau bị cái coronavirus này mình phải là làm hơn những gì mình đã làm ngày xưa. So trước khi khách bước vô mình phải là hand sanitizer right away, hoặc là kêu khách đi rửa tay liền trước khi ngồi xuống bàn của mình, đúng không? And secondly, phải đưa mask ra. Rồi we need I don't know, a lot more. And after each client, mình phải Lysol or Lysol wipe down, phải chùi bàn bằng mấy cái disinfectant more. Everything is just gonna be a lot more strict now, I feel like. And that's the first step that we have to do is prepare our client for mấy cái step mới mình sẽ bỏ vô salon, như là rửa tay, hoặc là phải đeo mặt nạ trước khi ngồi xuống bàn của mình, hoặc là
khách đi vô là không được dắt thêm người vô, là hoặc là tới hẹn của mình sẽ phải ngồi phải ở ngoài đợi chừng nào mình thợ gọi họ vô họ mới được vô tiệm. So that's the different step that we can take for sanitation, for opening back up the salon. Yeah, I can. And as a manufacturer side, let me continue what Thảo up to standard code for the reopening back the salon. As our manufacturer side, bây giờ mình thấy nhiều người chủ salon giống như là require like more hand sanitizing stuff. So what we did is we collaborate with a lot of acrylic company to làm cái shield. You know, the shield is just, it's not a requirement, but a lot of people want it to just to feel safe, just to make the client feel safe. So the number one right now we selling is the shield. Right after mm-hmm. the shield, they come out, we come out with another shield mask. If you ever see that floating around, that the doctor and the nurse use at a hospital. So we started manufacturing that too. And mask, surgical mask and breathable mask, we do that too. And we are the first company that come out with a fog machine. Well, what this fog machine do is we use a chemical called BioCash, which is EPA approved. So we use that, put in a fog machine and go around and have the salon owner buy that and go around and help them even so in more essence, sanitize. If you are the distributor, you can go around it and create new products for the salon owners. But as a salon owner, they have to expense all of these money to do yes. the new business again. So go back with Thảo. How are you going to be able to cope with the extra expenses and also the precautions that you have to put in with less clients? As a business owner, I think that's something that first, money have to come out from your pocket, and am I touching to cái tiền của mình save hồi bữa giờ mình phải bỏ ra nếu mình muốn continue cái tiệm của mình vẫn mở và vẫn làm ăn thì mình phải bỏ ra nhiều chi phí hơn, nhưng mà phải bắt buộc mình phải bỏ ra, nếu không là sẽ khách hoặc là thợ không chịu quay đây lại với mình, đúng không? Tại ai cũng đang sợ nên mình phải bỏ ra chi phí thôi, dù cái đó là tiền túi saving của mình cũng phải bỏ ra. Hiện tại bây giờ thì các tiểu bang khác đã mở cửa. California của chúng ta thì chưa biết lúc nào ngành nail mới được mở cửa trở lại. Các bạn có nghe ngó được tin tức gì từ cái ngành của mình gửi tới để biết là chừng nào nail của mình được mở cửa, và các bạn nhất là Trí với lại Thảo đó expect như thế nào khi mà mở cửa trở lại? Chắc chắn là sẽ vắng hơn ngày xưa và cần phải có nhiều nhân viên để phục vụ trong những cái lĩnh vực, làm sao để safety cho khách hàng cũng như nhân viên, phải không Chí? Dạ đúng rồi. Thì cái info đó là tụi em á, mỗi ngày check email, bật lên Google search, YouTube á, nó không có ngày nào luôn. Not even let us know update in the salon world, let us know that salon will be open. Huh? But what really frustrates us even more and worse even more is we have email from the state board company, state board, that they said that warned us if they catch us open a salon, they will take our license away. That's how, and not just one email, they should resend the email again next week that say, if I catch you open a salon and you not follow the rule and regulation, your license will be taken away. That's so by them so firmly saying that, it just really scare the salon owner. Yeah, and you know what, in San Diego, it's been 2 months now from the lockdown, from the time we got locked down till now where we're in phase two. Phase two just opened up last Friday. So if it took two, and by the way, phase two basically means that companies like Best Buy and things like that can do curbside pickup. So like if you own a camera shop or something like that, you can't have people inside the store, but you can do curbside pickup. So if it took 2 months for us to get to phase two, phase three is even bigger, where we're actually opening up for people to dine in and go to a nail salon. We believe it's going to be at least 2 more months.
But the one news we're waiting on is the number of vaccines that's available. If that number goes up, and we have widespread vaccines. So let me stop you right there. I'm going to interject this question real quick before I forget. Okay. If that is true, right? Let's say that you cannot open your nail salon up in 2 more months. Yeah. Can you sustain it, or can you weather it? How? Những cái người salon owner như Thảo, how many more months can you shut down and have no income? I hope for as long as till chừng nào mình mở lại được. Nhưng mà em biết sẽ có nhiều chủ sẽ, tại vì á nhiều landlord nó cho mình chỗ mướn á, nhưng mà nó không có bớt tiền rent dù mình đóng cửa. Nhưng so em hope là em sẽ giữ được tới khi nó mở ra. And bây giờ that's why lúc mà mình làm mình phải để dành tiền cho lúc mấy cái bị như mấy cái như vậy đó. Hopefully. Còn những thợ của bên Thảo thì sao? Thảo là giống như maybe you are the owner, you might have that luxury or maybe extra income. Mm-hmm. Còn những người thợ thì Thảo nghe làm sao? Họ có muốn trở lại hay không, hay là họ cũng không muốn đi làm nữa? I mean, there's a lot of complications in the nail business, right? Yeah, đúng rồi. Bây giờ nhiều thợ thì ở nhà, which is a good thing, tại vì có unemployment, government help. So cái đó là cũng really good. Với lại cũng có nhiều người cũng chưa có help, and they again cũng phải lấy tiền để dành dụm ra xài. Bây giờ từ khi tới khi chừng nào chính phủ cho unemployment. But just thợ, nhiều thợ của em á, họ cũng không muốn đi làm lại. Không phải là gì ở nhà unemployment, nhưng mà tại vì họ vẫn còn sợ, tại vì mình chưa có vaccine, mình chưa có thuốc gì để chữa hết á, sợ là đi làm. Với lại cũng có nhiều chị lớn tuổi hơn á, nên người ta cũng rất sợ. Nhưng bây giờ mở cửa ra, em cũng không biết bao nhiêu thợ của em sẽ quay về lại làm, hoặc là họ đợi tiếp để chừng nào for sure rồi mới đi làm. But babe, em, I have a conversation with you this about the subject cũng cỡ là 2 ngày trước. You say like, you know, tiệm mình có tiệm em là có 10 thợ, mà em gọi hết 10 thợ đó luôn. 10 thợ đó trả lời em sao? Em có thể mà share chút xíu information được không em? À, cũng không có yes hoặc là no, đúng không? Tại vì người ta cũng không có biết được á, là trong vòng lúc mà tiệm nail mở ra là người ta cũng còn tháng 2 tháng, thì người ta không có biết là trong vòng 1 tháng 2 tháng chuyện gì sẽ xảy ra, nên người ta không có thể cho mình câu trả lời đúng được hoặc là 100%. Nhưng mà họ nói là đợi để coi thử đã, thì bây giờ em cũng không biết coi thử là coi như thế nào. Nhưng mà em mong hopefully là chừng tiệm mở cửa là cũng có thợ đi làm lại, nếu không là chắc có một mình em mở cửa tiệm thôi á. Chúng ta biết rằng là ngành nail, trong khi suốt 45 năm qua khi mà người Việt của chúng ta định cư tại các quốc gia, đặc biệt là Hoa Kỳ, thì ngành nail đã đóng góp một phần rất lớn trong nền thịnh vượng của đất nước Hoa Kỳ, cho nền kinh tế của đất nước Hoa Kỳ. Thì với cái tình hình như thế này, sau khi mà open trở lại, thì Trí, Thảo cũng như là Donny nghĩ là bao lâu nữa thì ngành nail mình mới trở lại giống như ngày xưa? This is a term. Cái term này giống như người ta chơi stock á. It's called a dead cat. Giống như a dead cat, giống như là it drop. When they let us everybody get back, everybody gonna want to get the service done, right? So the first beginning is gonna be really busy, and then after really busy, they've gonna realize, you know, getting the nail done, beauty stuff is not as luxury than paying bill. So instead of coming every 2 weeks or 2-3 weeks, they're gonna go for at least a month. So that's the effect of it after. So I say, I feel like in the beginning, the first month and a half is going to be nice. But then after that, things going to slow down a lot. That's for my opinion. No, I agree. From all the articles that I read about, we're hoping for a strong comeback, but everybody is bracing for people to spend a lot less. And especially with, 20% unemployment or something like that right now, we can't expect not as many customers. And also when we do reopen, we have to do 6 feet distancing. So we can't serve as many customers as we used to.
So that's definitely going to hurt. But for now, I do encourage all your salon owners to renegotiate your contracts with your landlord, your electricity, you know, your water. Renegotiate, see if you can put it on hold, and see what they can do to help you out. Because these landlords, they want to keep you, you know? Do you have anyone that successfully did that already? Yes, I know a nail salon, but I know of a restaurant owner in Arizona. And what they did was they just had a good relationship with their landlord. And they've been there for over 10 years. They've been paying bills and just, you know, making the landlord money. But they had a great relationship. So when they asked, hey, can I, you know, take my cut my rent in half? And the landlord said yes. But then as we continue down this road, they say, hey, can I not pay for this month? And it was tough. But if you negotiate and you do it fairly, I think a lot of these people will listen. Because what are they going to do? Because if they let you go, they're going to have an empty plaza. And they don't want that either. Now, this is great talks, guys. I appreciated it, and a lot of information on here. And I just hope that, you know, we can weather this, and especially the, you know, the young folks like you, not get discouraged and lost so much that you don't want to do the business anymore. And yeah. Well, thank you for having us. You know, thank you for having us in here. Xong rồi phải không? Dạ, chị có. Cảm ơn. Dạ, chắc chị có muốn nói gì nữa không? Hay là xong rồi? That's I don't know what you guys want to ask. Yeah. We close it, chị. Dạ, ok. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay với sự trình bày của những người bạn trẻ đang làm việc trong ngành nail ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Thank you. Thank you. Bye. Yeah.